Anh ơi, anh Lâm ơi, có chị Thanh cho quà nè anh ơi. Trời ơi, Sĩ Thanh hả? Trời ơi, đẹp quá. Ô, ê hè, buông. Nặng gì? Lên xe, trễ rồi, về quán bán. Mở hết đèn giùm anh em. Bự gì? Sụm nụ gì? Ê à. Đi qua đây đi. Ê à. Hết đèn chưa? Hết. Trời ơi. Từ từ dừng gãi nha. Gãi đang đòn liền luôn. Mình mở này ra làm sao ta? Ok. Rồi để đây nè, nó lên ở trên. Wow. Cái gì nữa quên này. Bật ghế lên, kéo ghế lên. Nó hơi rườm rà. Ok. Đẹp không? Thôi mọi người thấy không? Thấy rõ đẹp không? Hello mọi người. Thôi để em nói chuyện cho dễ. Ok. Hello mọi người. Mới nhận một chậu sen đá của Sĩ Thanh bên Vờ Sen Đá. Sắp tới Noel rồi cho nên Lâm đặt cho mẹ Lâm một chậu để ngay để gần bàn thờ mẹ. Đó. Đẹp không? Gia đình Lâm thì đạo Phật nha vị nha, nhưng mà mỗi lần mà Noel đó là có cây thông Noel đồ này nọ để cho có không khí với người ta. Dịnh cái chậu giùm anh kìa. Mới đi quay về xong là thấy dao đó, kêu là dao liền cho tôi. Đó. Để Lâm khoe với mọi người nha. Đó, nó hơi chật chội, đánh đèn giùm anh em. Đó, đẹp không? Quá trời. Một chậu như thế này mình có thể trưng được một tháng mấy quý vị. Mấy giờ nhớ cái chậu mà 8 tháng 3 Lâm tặng cho mẹ Lâm không? Mà đến khi 49 ngày của mẹ Lâm vẫn còn. Thấy ghê chưa? Trời ơi, chấn động chưa? Đó, cho nên cái này được cái là trưng rất là lâu. Với lại cảm ơn Sĩ Thanh rất là nhiều đã gọi là làm cho anh Lâm gọi là ê hề nhất, gọi là đẹp như có thể. Bữa sinh nhật bạn Lâm cũng tặng chậu bông mà nó rất là rẻ quý vị ơi. Bữa tặng chậu nhiêu anh này, 1,000,000 mấy đúng không? 1,8 triệu, 1,9 triệu gì đó. Bữa trong sư thầy quý vị nhớ không, em tặng cho sư thầy của em, thầy Nghiêm Thuận đó, là cũng một chậu luôn ở bên Sen Đá luôn. Dạ là bên Sĩ Thanh không nè. Đó, quá đẹp anh chị ơi, quá đẹp luôn. Mê ơi là mê. Về chân là ê hề. Mở cái máy lạnh lớn giùm anh cái. Ok. Trời ơi, mừng quá, vui quá, đẹp quá. Con nhìn là thấy không khí liền. Mở bài Noel đến cười lên nào giùm anh coi. Ok, có ai có không, anh đang quay Samsung rồi. Đó. Đẹp hả mọi người ha? Trời ơi. Mọi người đang nghĩ là chắc ăn tiền Sĩ Thanh mấy chục triệu, 100 triệu hay gì đó mới quay được clip này. Không có, tôi ăn đồng bạc nó thiệt á. Mà thấy thương anh em, mà thương á, thương mà thấy nhiệt tình á. Có nghĩa là chậu Lâm mua nó cũng đơn giản, nhưng mà con bé dặm đậm sâu cho em. Nhìn vô là biết Noel rồi. Trời ơi. Ngày mai, ngày mốt là sinh nhật của ST. Tôi cũng sẽ một chậu tặng cho người bạn của tôi. Trời ơi nè. Dear gia đình anh Lê Dương Bảo Lâm, chân thành cảm ơn đã chị tin tưởng và đồng hành cùng Vờ Sen Đá trong thời gian vừa qua. Vờ Sen Đá chính chúc anh chị mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Wow. Jingle bell. Quý vị bây giờ Lâm thấy là thường là mỗi năm mọi người sẽ có một cái cây thông Noel bự chà bá đúng không mọi người? Đúng không? Mà cái cây thông đó thì nó sẽ là cái cây giả. Đó. Đó thì cái cây này cây thiệt cho mọi người nha, mình trưng rất là lâu, rất là lâu luôn. Và sau đó mọi người có thể rút ra để mọi người trồng cũng được. Mở lớn lên. Đó. Đẹp quá. Cảm ơn Sĩ Thanh rất là nhiều. Và bây giờ xin mời mọi người hãy cùng nghe bài Noel đến cười lên nào của Lê Dương Bảo Lâm nha. Vui quá quý vị ơi. Ngày mai là 49 ngày của mẹ em, ngày mốt Đinh đong, chuông đàn ngân ngang báo tin dân sinh đã về đây. Cô đi hồi năm nay mang có món quà, chắc chắn con sẽ vui. Con ơi vợ ơi, ta cùng nhau đi nó không thành như ông già Noel. Dân sinh là phải an lành, không được phép bỏ ai lời phía sau. Là từng ngôi chuông vang người người nhẹ nhõm, cuộc vui trong đêm Giáng sinh. Ở trên tay tôi có những món quà tặng cho bọn trẻ và những người già. Đừng thôi chút những người nhẹ nhàng cùng vui trong đêm Giáng sinh. Ngồi trên xe ta đi chia bao yêu thương để ai cũng có Giáng sinh an lành. Tắt nhạc cho anh đi, tắt nhạc cho anh. Oh, đẹp quá. Định về review mà giờ Lâm phải review cho mọi người tại vì nó quá đẹp. Ở đây có những trái trâu nha, trái trâu. Xong ở đây là bông gòn, rồi hả sen, rồi thiệp, rồi những cái vật dụng là làm đầy đủ luôn. Tắt luôn, tắt hết cho anh luôn. Là nó đầy đủ luôn á, đầy đủ. Xoay một vòng nhẹ đi cho anh. Xoay vòng nhẹ cẩn thận. Đó, trời ơi đẹp quá. Chậu này cũng rẻ quá gì ơi, không có mắc đâu. Mà mình trưng được tới một tháng luôn, một tháng mấy luôn. Là không có sợ mà bị hư rồi bị này nọ nha vị nha. Nó có héo thì nó sẽ héo mấy này trước nè. Mấy cái héo mấy cái lá nè. Chứ mấy cái lá là mọi người biết rồi đó. Cái lá này ngày xưa mình ép học trò đồ này nọ đó. Nó cũng lâu lắm. Sen đá nè. Ê hề 20 mấy ngày, 30 ngày vẫn còn nha vị nha. Cảm ơn Sĩ Thanh rất là nhiều. Cảm ơn nhỏ em của anh rất là nhiều. Anh chúc em hả lượng khách là ê hề. Là Lâm là mỗi lần mà nhà có tiệc hay là có tiệc nè, rồi có 20 tháng 10, rồi 8 tháng 3, rồi những ngày mà trọng đại á, đều qua bên đây để mà mua. Tại vì thứ nhất là nó trưng rất là lâu quý vị ơi. Dạ mọi người nhớ mua cái chậu á nha. Cái bó thì hả nó sẽ bị gọi là nó sẽ bị đùng 2-3 lần ôm sẽ bị đùng. Còn mới mà yêu nhau đồ này nó mới yêu đồ này nọ đó là tặng được. Còn mấy tặng cho những vợ rồi những người thân yêu đồ này nọ thì Lâm nghĩ mọi người nên tặng cái này. Cảm ơn Sĩ Thanh rất là nhiều và cảm ơn Vờ Sen Đá đã nhanh nhẹn ship tận nơi cho tôi. Dạ cảm ơn. Nặng nha, chậu rất nặng nha. Cái này mình đi xe Honda là chở là rung đó, bị rung đó, là sơ hở là bể đó. Còn này là trở về rồi, bây giờ Lâm sẽ trở về Đồng Nai để mà để về về nhà trưng. Đẹp không quý vị ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và Giáng sinh đã sắp về rồi. Lê Dương Bảo Lâm xin chúc mọi người Giáng sinh thật là vui vẻ, ai cũng có nhiều niềm vui và có nhiều hạnh phúc và đón chào một mùa Noel thật là ấm áp và an lành. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Merry Christmas. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah 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 yeah.